Hiện giờ ví dụ như thầy nói thẳng, nói thật, làm cho các thầy đại thừa họ tức giận, thì họ tức giận thì họ phải tìm cách hại thầy. Cho nên vì có thần thông tí thuyết, cho nên thầy biết họ sẽ hại thầy như thế nào và ngày giờ nào đó họ sẽ làm gì. Bây giờ họ sẽ chờ thầy đi ngang qua đó để mà gây ra tai nạn, lưu thông cho thầy chết. Thì lúc bây giờ thầy bị giết trước, họ không làm gì thì được. Cũng như họ ngày mai, họ sẽ thí dụ ngày mai này họ sẽ tổ chức một đoàn Phật tử đến thỉnh thầy và đồng thời sẽ thủ tiêu thầy. Thầy cũng biết, cho nên họ làm gì thầy cũng không được. Bởi vì đối với thầy thì hiện bây giờ thầy muốn sống là sống, muốn chết là chết, không ai làm gì thầy được. Tại vì thầy phải thấy được cái điều đó mới dám ăn dám nói chứ. Nếu không thấy được điều đó mà nói là chúng thì chắc chắn là chúng có diệt thầy chết một cách dễ dàng. Nhưng thầy nói ở đây như vậy chứ thật sự ra thì thầy mù tịt, thầy không biết gì hết đâu. Thật sự ra thầy như mấy con, nghĩa là ai muốn làm gì thì làm. Thầy cứ lấy cái gì các con biết không? Lấy cái nhân quả. Thầy có nhân quả tốt thì không ai làm thầy được hết, chứ không phải là thầy phải biết trước mà tránh né như vậy đâu. Thầy không bao giờ thầy tránh né một cái điều gì. Thầy biết rằng suốt cuộc đời thầy làm thiện, tu thiện, sống thiện, ngăn ác, diệt ác, thì không có một người nào hại được thầy. Cái gì chân lý của đạo Phật thì phải trả về chân lý của đạo Phật, không thể nào bị mờ ám như vậy. Thầy chỉ là tiếng nói của đạo Phật để mà lật ra tất cả những cái sai trong đạo Phật để chỉnh đốn lại Phật giáo. Cho nên thầy nói đó là cái điều tốt, điều thiện thì không ai hại thầy. Thầy không bị giết như tổ sư Minh Đăng Quang đâu. Vì cái phước báo thiện của thầy làm tốt thì không sợ ai hết.